Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Hôm nay là Tết rồi anh em ạ. Thì mình xin chúc anh em có một Tết mới dồi dào sức khỏe mạnh mẽ về gọi là kinh tế anh em nhá. Thì Tết như này mình vẫn được đi làm vui lắm, tại vì là chúng mình mở cửa xuyên Tết anh ạ. Và đúng ngày Tết hôm nay thì có một anh khách cực kỳ là đẹp trai, anh ấy là khách quen chúng mình rồi, đến đây để build bộ PC. À không, nâng cấp thì đúng hơn anh em ạ. Và hôm nay chúng mình cùng thử lên xem anh nâng cấp cái gì nhá. Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom nhá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một anh khách ở đây. Anh khách đã đem bộ PC đến để nâng cấp. Thì liệu cho mình có thể hỏi là bạn hôm nay định nâng cấp cái gì ở trong bộ máy này nhỉ? Mình hôm nay thì mình sẽ lắp thêm cái dây streamer nối dài vào cái VGA 3070 Ti này. Và hơn nữa là mình cũng muốn dựng cái card lên để nhìn, để khoe được cái block của VGA cho đẹp hơn. Và hơn nữa là mình sẽ đi lại đường ống nước để mình đang muốn lắp một cái đồng hồ và nhìn cho nó kiểu futuristic một tí. Đó là những cái mà mình sẽ làm vào ngày hôm nay. Đấy là những sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Và chúng ta hãy cùng xem anh Tuấn Anh và những bạn kỹ thuật ở Hacom lắp bộ máy này lại như nào nhá. Anh em ơi, sau một ngày dài thì nền móng của bộ máy đã được thay thế, ống nước nóng lạnh các kiểu đã đổi hết rồi. Và bây giờ thì chúng mình hãy book xe để đến nhà khách và giao cho khách bộ máy này nhé. Ở cái bộ máy này thì hiện tại là chủ nhân đã được bàn giao đến tay chủ nhân. Và so với cả trước khi mà đem đến Hacom để nâng cấp thì ở đây đã được nâng cấp về đường nước, thay đổi gần như là khá nhiều. Trước khi nâng cấp thì cả các đồ họa này nó đang được nằm ở cái vị trí là cắm trực tiếp lên trên main. Và ở cái vị trí đấy thì trông nó hơi mỏng và cái cây có vẻ nhìn nó có hơi trống. Cho nên là bọn mình đã thiết kế là dựng cái các đồ họa lên và sau đó là bố trí lại cái đường nước. Thì với cái đường nước và các đồ họa như này thì nhìn cái cây nó trông đã trở nên đầy đặn hơn rất là nhiều. Và ở đây thì để theo dõi cái quá trình nước chảy thì bọn mình đã trang bị thêm một cái đồng hồ nhỏ nhỏ ở dưới để có thể thông báo được là quá trình nước nó chảy như thế nào. Trước khi mà thay toàn bộ cái linh kiện này thì cái bộ máy này có sử dụng cái nước màu xanh. Thì theo như chủ nhân đánh giá cái nước màu xanh này nhìn thì trông nó hơi tối, nên bọn mình đã quyết định là đổi sang cái nước. Ở đây là nước EK Mystic Fog. Thì cái màu này nó sẽ khi mà kết hợp với cái đèn RGB thì nó sẽ cho cái màu sáng hơn so với cả cái màu xanh trước khi bọn mình thay thế. Ok, sau khoảng thời gian thì việc thi công bộ máy này đồng thời với cả việc ship đã đến đây rồi. Thì bạn cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm mua hàng và sửa chữa của bạn nhỉ? Về bộ máy mình cảm thấy khá là vui vì mình đã phải đợi khoảng chừng hơn 2 tháng để có thể mua được đầy đủ tất cả các linh kiện cần thiết để có thể hoàn thành được cái bộ máy này. Cá nhân mình thì mình thấy cái đẹp nhất, cái chi tiết nổi bật nhất của bộ máy thì là cái VGA được dựng lên. Sau đó thì mình cũng đã cố đợi khoảng hơn 2 tháng để có thể mua được đầy đủ các cái dây đồng bộ của Lianli. Và cái cuối cùng, cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó khiến bộ máy trông rất là futuristic, đấy là cái đồng hồ của thương hiệu mình nhớ không nhầm là Bixby. Đúng ạ, Bixby.
Đó, thì mình cảm thấy vui bởi vì là cái trải nghiệm mua hàng của mình đối với Hacom rất là tốt. Mình mua hàng ở Hacom được đã được một thời gian rất dài rồi, nhưng mà nhân viên phục vụ mình, các anh em tư vấn mình rất là nhiệt tình và trải nghiệm mua hàng mình nhanh, gọn và chính xác. Rồi, dạ vâng, thì thật là may mắn vì bạn mua đúng vào ngày mùa và chúng mình đang có chương trình là tặng lì xì vào ngày mùa anh em nhé. Đây, thì bạn chọn 1 trong 3 đi. Đây, mình chọn cái ở giữa đi. À, rồi, tiệm nó mở nhá, không khoe cho các bạn. Mất hên à? mất hên. Thực sự rất là cảm ơn bạn đã mua hàng với Hacom cho mình và chúc bạn là có một năm mới tiền giàu này, nhiều tiền này, nhiều sức khỏe và thoải mái đi mọi nơi mà bạn thích. Và rất là cảm ơn các anh em đã xem video này nhá. Và chúc anh em một năm mới tốt lành. Bye.